không phải là đi phượt vòng quanh thế giới. Cũng chẳng phải là có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. 25 tuổi, nếu còn chưa trải qua cảm giác thất nghiệp, thì có lẽ bạn đang còn thiếu một trải nghiệm cần thiết của hành trình trưởng thành. 25 tuổi, thời điểm tuyệt vời để thất nghiệp. Vì xoay tách Lipton sữa nóng và luân phiên áp hai lòng bàn tay vào miệng cốc. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, nhưng cô lại đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc và cái lúc mà những người bạn cùng trang lứa đang còn tất bật trong văn phòng, đi trên đường hay trải nghiệm những chuyến công tác dài ngày. Tuần trước, Vi vừa xin nghỉ việc. Bây giờ trong đầu cô gái 9x đời đầu chỉ có những câu hỏi đan xen lẫn lộn. Ngày mai mình sẽ làm gì? Và mình có thể giả vờ giấu gia đình về việc thất nghiệp được bao nhiêu lâu nữa? Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến quý 2 năm 2017, có khoảng 1,1 triệu người đang thất nghiệp tại Việt Nam, tức là tương đương khoảng 2,28% tổng số người trong độ tuổi lao động. Đấy là số liệu thống kê, còn những gì số liệu không thống kê được thì không ai biết. Tức là rất có thể, vào cái lúc Vi đang xoa đôi tay lạnh trên miệng tách trà nóng, có một vài trăm bạn trẻ ở lứa tuổi của cô cũng đang tự hỏi hôm nay mình tới trái đất để làm gì. Có rất nhiều lý do để một người ở cái ngưỡng tuổi 25 rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Thất nghiệp bị động là khi bạn thiếu những kỹ năng thực tế cần thiết trong một công việc trên thị trường lao động đòi hỏi, nộp đơn vào đâu cũng bị nhà tuyển dụng từ chối. Hoặc trong trường hợp bạn vẫn còn đắn đo giữa hướng đi nghề nghiệp, muốn có thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm đèn sách miệt mài, muốn nhảy việc hoặc dành thời gian ngồi không suy nghĩ về cuộc đời thì có thể xem là thất nghiệp chủ động. Nhưng dẫu bạn thất nghiệp theo kiểu nào thì một điều rõ ràng không ai có thể phủ nhận là tình trạng không có việc làm đem lại kha khá vấn đề đau đầu nếu nó kéo dài quá lâu, không có nguồn thu nhập thường xuyên để phục vụ cho những nhu cầu chi tiêu của cá nhân. Áp lực từ gia đình và bạn bè đồng trang lứa, sự rối bời và hoang mang trong chính bản thân là những gánh nặng tâm trí hiện hữu ngay trước mắt. Sẽ ra sao nếu sáng vừa tỉnh dậy, hình ảnh đứa bạn thân đang vi vu những chuyến du lịch, còn mình thì nằm nhà, cháy túi? Làm sao để vượt qua những lời khuyên chân thành nhưng không kém phần phiền toái của những bậc phụ huynh vốn không có ý niệm gì về gap year, như kiểu mau ổn định công việc làm ăn để còn tính chuyện lâu dài đi con. Dù bạn chỉ đang bối rối một chút với tình trạng thất nghiệp hiện nay hay đã trải qua khủng hoảng 1/4 cuộc đời, thì cũng hãy nhớ một điều quan trọng rằng thất nghiệp chẳng phải tận thế, nó là một điều mà ai cũng từng và nên trải qua. Nói cách khác thì thất nghiệp chính là một trải nghiệm tốt để chúng ta trưởng thành hơn, đặc biệt là đối với những người đang ở quanh ngưỡng tuổi 25. Đây là thời điểm mà bạn có một cái nhìn tương đối rõ về thế giới ngoài kia, có thể đã trải nghiệm các môi trường làm việc khác nhau một vài năm, đã biết tách mình ra khỏi những ảo vọng màu hồng của cái thời ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vẫn còn đủ sức và can đảm để học hỏi những thứ hoàn toàn mới. 25 tuổi có lẽ là thời điểm tốt nhất để thất nghiệp, khi mà rất có thể bạn vẫn chưa vướng bận với những trách nhiệm cơm áo gạo tiền nặng nề. Thất nghiệp là lúc bạn phải đối diện với bản thân trong một hoàn cảnh yếu đuối nhất, lo âu, căng thẳng và phiền muộn. Là thời điểm trải qua cảm giác vô dụng, ăn bám và chẳng là ai cả. Nhưng đây cũng chính là lúc bạn có khả năng vươn lên mạnh mẽ nhất. Thất nghiệp là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn thực sự không làm gì cả, quan sát cuộc sống xung quanh, nhìn sâu vào những mong muốn, mơ ước và tiềm năng của bản thân. Bạn hứng thú với điều gì, những kỹ năng hiện tại của bạn có thể áp dụng được bao nhiêu phần trăm cho công việc mơ ước. Hoặc thậm chí là bạn có thể biết chính xác những gì mình thích là gì không. Nếu không biết mình thích gì thì bước tiếp sẽ ra sao? Khi không làm gì cả, những suy nghĩ trong bạn sẽ rành mạch và sáng tỏ hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để sống sót thành công qua giai đoạn thất nghiệp? Thất nghiệp cũng được, nhưng đừng thất nghiệp quá lâu. Để sống sót thành công qua quãng thời gian thất nghiệp, điều bạn cần làm là đặt ra một kế hoạch rõ ràng cho hành trình sắp tới. Bạn có thể dành một thời gian nhất định để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc khỏi những áp lực. Xong nếu đắm chìm quá lâu vào việc suy nghĩ đơn thuần mà không đi kèm với hành động gì cả, rất có thể bạn sẽ hoảng loạn tại một thời điểm không lâu sau đó. Kế hoạch sống sót này nên bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi: đâu là deadline cho quãng thời gian thất nghiệp này, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm?
khoảng thời gian này được xác định dựa trên những yếu tố quan tới chính bản thân của bạn. Ví dụ như, số tiền tiết kiệm hiện tại của bạn có thể giúp bạn tự chủ tài chính trong bao nhiêu lâu. Bạn có thể sống tối giản, ok, nhưng chắc hẳn bạn cũng không muốn lệ thuộc vào người khác. Tiếp theo đó là việc xác định mục tiêu của quãng thời gian thất nghiệp. Ngoài một mục tiêu tưởng chừng như là đương nhiên, tìm việc làm mới, thì nhiều khi khoảng thời gian tự do này sẽ được tận dụng để làm những điều họ thích mà cuộc sống công sở gò bó trước đây không cho phép, như là đi phượt một chuyến thật xa, hoặc đăng ký một khóa học ngắn ngày để nâng cao kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng mềm, tham gia vào một hoạt động tình nguyện nào đó, đọc sách, hoặc đơn giản hơn là nghĩ xem bạn muốn trở thành một người như thế nào trong cuộc sống này. Để giúp cho những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, hãy chuẩn bị một cuốn sổ tay. Bạn nên ghi rõ ràng những đầu việc mình cần làm trong một tuần. Ví dụ như lên các trang việc làm tìm kiếm công việc hay nghiên cứu các yêu cầu cần có của một vị trí đang tuyển. Xen lẫn đó là thời gian đi học, đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè hoặc các mối quan hệ sẵn có. Đây cũng chính là nguồn tài nguyên quý giá mà các bạn nên tận dụng để kiếm các cơ hội việc làm. Việc lên danh sách các việc cần làm sẽ giúp bạn tránh rơi vào tình cảnh những ngày tháng lãng phí chỉ nhìn màn hình điện thoại, thở dài và oán trách cuộc đời bất công. Quan trọng hơn, việc giữ cho mình bận rộn và hoàn thành được các đầu việc trong checklist sẽ giúp bạn tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực rằng mình vô dụng. Khoa học của thất nghiệp, quy mọi thứ về con số. Làm thế nào để lựa chọn công việc phù hợp cũng là một vấn đề đau đầu với không ít bạn trẻ. Vui chút thôi, nhưng ngày xưa mình cũng từng thi trượt vào một câu lạc bộ sinh viên vì các anh chị khóa trên nói em không phù hợp. Hỏi tại sao không phù hợp thì chẳng ai giải thích được, nên phù hợp là một mớ hỗn độn gì đó thật sự mơ hồ. Và nhiệm vụ của bạn là hãy lượng hóa mọi thứ trong khả năng tốt nhất có thể. Nhưng trước khi đánh giá các công việc, hãy đánh giá chính bản thân bạn bằng việc liệt kê ra một danh sách các kỹ năng chuyên môn mà bạn đang nắm trong tay hoặc có tiềm năng học hỏi tốt trên một thang điểm nhất định, ví dụ như thang điểm 10. Giả sử bạn trúng tuyển vào một vị trí nhân viên kinh doanh telesale cho một trung tâm ngoại ngữ, khả năng ăn nói, thuyết phục người nghe của bạn ở mức 8 trên 10, khả năng tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng của bạn trên mạng hoặc ngoài đời thực của bạn ở mức 7 trên 10, ngoại hình của bạn được 6,5 trên 10, như vậy trung bình là trên 7 điểm, khả năng cao là bạn cũng tương đối phù hợp với vị trí này. Những tiêu chí về mặt năng lực cá nhân cần phải càng cụ thể càng tốt. Những thứ như ham học hỏi hay chăm chỉ, dù nghe có vẻ tốt nhưng không giúp ích cho bạn nhiều lắm đâu, thậm chí là ngay cả khi đi phỏng vấn sau này. Ai cũng một thời trẻ dại và thất nghiệp. Quy trình tương tự được lặp lại ở bước chọn công việc. Bạn nên cân nhắc những yếu tố khách quan như cơ hội học hỏi kiến thức, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, khả năng thăng tiến. Và chấm điểm các tiêu chí này dựa trên ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với bản thân ở thời điểm hiện tại. Bạn đang muốn phát triển kỹ năng của bản thân để tiến tới tương lai xa hay chỉ đơn thuần là kiếm một công việc làm lương cao để giải quyết áp lực kinh tế trước mắt? Cuối cùng thì điều quan trọng hơn cả vẫn là giữ được một tinh thần lạc quan và tránh xa cảm xúc tự ti. Dù bạn bị sa thải thì tuyển mãi vẫn không chọn được công việc phù hợp hay chủ động nghỉ việc thì bạn cũng cần dành thời gian nhìn nhận những điểm mạnh, điểm yếu của chính mình một cách khách quan nhất. Đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng do mình đen thôi, đỏ quên đi. Nhưng cũng đừng né tránh mọi người, dày vò hay so sánh với những người khác. So sánh với chính mình hôm qua là đã đủ mệt rồi nhỉ. Nếu có thể vượt qua được thời điểm khó khăn này, có lẽ bạn sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. Bạn có thể cần một công việc nuôi sống bản thân ở tuổi 25, nhưng điều cần thiết hơn là bạn phải sống một cuộc đời đáng sống vài chục năm sau đó. Nếu đã là một tay thất nghiệp lão làng, thì xin lỗi vì kinh nghiệm thất nghiệp của tôi vẫn chưa đủ yên thâm. Tôi không khuyên ai thất nghiệp, nhưng nếu bạn cảm thấy cần phải bỏ ra một quãng thời gian tạm nghỉ để nhìn nhận mọi thứ thật thấu đáo, để trân trọng cuộc sống và thậm chí là từ bỏ thói quen nghĩ rằng mình vô địch vũ trụ, hãy cứ dũng cảm mà trải nghiệm thôi. Và đó là những chia sẻ của tác giả. Liệu các bạn đã có những trải nghiệm gì với việc thất nghiệp? Nếu có, hãy comment ở phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!